Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Xôn xao clip đánh ghen oan ở Huế, cô gái bị lột sạch đồ, đánh tàn nhẫn vào vùng kín. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh cô gái trẻ bị một nhóm người đánh ghen. Sự việc xảy ra tại thành phố Huế vào tối ngày 18 tháng 11. Trong clip, nhóm người phụ nữ lớn tiếng chửi bới rồi lột hết quần áo của cô gái ra. Sau đó, một người đàn ông khác vừa chửi mắng, vừa đánh vào mặt và đầu vùng kín của cô gái. Cô gái không thể kháng cự trước nhóm người này, vừa đau đớn tủi nhục vừa khóc lóc, liên tục van xin tha cho mình. Sau đó, một người phụ nữ khác nói như sau: "Thôi tha cho hắn, cô gái trẻ đi." Thì nhóm người kia mới buông tha cho cô gái. Gã đàn ông đánh cô gái lúc này lên tiếng: đứng dậy nói đàng hoàng." Nạn nhân ní nhí trả lời: "Chị đưa áo cho em mặc." Nhưng nhóm người này vẫn nhất định không tha. Theo AT, một người quen của nạn nhân trên cho biết, cô gái bị đánh ghen là oan, nhóm phụ nữ và gã đàn ông kia đánh ghen nhầm. Cô gái bị lột đồ, chịu cảnh làm nhục và đánh đập không hề cọc kè hay cướp chồng của ai. Hiện tại, cô gái đang hoảng loạn về tinh thần và đòi tự tử vì không thể chịu được lỗi nhục này. Ngay sau khi đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành động đánh ghen dã man của nhóm phụ nữ và người đàn ông kia. Dù cô gái trẻ có tội lỗi gì thì nhóm kia cũng không được phép hành hạ, xúc phạm danh dự và thân thể cô gái như vậy. Ngoài ra, nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của người đàn ông trong vụ việc này. Nghĩa ra, là đàn ông thì anh ta nên can ngăn chứ không được đánh đập phụ nữ. Đằng này anh ta lại ra đòn rất hiểm vào cơ thể cô gái trẻ khiến ai cũng bức xúc. Chia sẻ như sau: "Dù cô ấy có làm chuyện gì cũng không nên đánh đập dã man như vậy chứ. Đây còn đánh ghen nhầm." Tài khoản TT cho biết. Một người khác chia sẻ như sau: "Chả hiểu người đàn ông thế nào đi hùa với đám đàn bà đánh ghen, lại còn đánh ghen hiểm vào chỗ nhạy cảm." Facebook anh Nguyễn cho biết. Một người khác bình luận như sau: "Có đánh ghen cũng đánh ghen văn minh tí, giờ này ai còn ra đường lột quần áo đánh đập người ta. Chồng có thói trăng hoa không, người này với người kia thôi." Trang Trần, một tài khoản khác bình luận. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.